nghe cận cái tai này mà không nghe được. Vâng. Nói bình thường thế này là phải nghe tai này thôi. Tai nghe là bị thương. À, tai bị thương. Tầm xa không nhìn được, chỉ có nhìn một mắt. Nghe một tai. Bệnh nhân dương 2 năm nay rồi. Bệnh năm giờ. Nó xuất hiện trên bảo dưới không nghe. Vâng. Thế nhưng ở cái tuổi này nó bắt đầu trí nhớ nó kém. Trí nhớ kém. Việc cũ thì nhớ chứ việc mới có khi gặp cái quên luôn. Cháu thì cháu thấy như này này, cháu nhìn qua là cháu biết rồi. Thì có nghĩa là cái gan thận của mình đến tuổi này chắc chắn là nó phải kém. Và cái những cái biểu hiện của mình chẳng hạn, thận nó kém, nó không khí hóa được bằng quang, đâm ra là mình đi tiểu nhiều. Cháu kê với chú như này này, là về chú sẽ thấy là mình ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn, thận của mình nó khỏe hơn lên. Đấy, dần dần là những cái chức năng sinh lý cả là nó sẽ mới được cải thiện dần lên. Không lo chú nhá. Cháu cho chú uống thì chú sẽ thấy là cái gan cái thận nó khỏe lên thì cái người của mình nó sẽ khỏe lên được. Tôi ghi cho chú cho anh này, cứu cho anh cái thận du này, quan nguyên khí hải, vừa châm vừa cứu nhá. Thận du quan nguyên khí hải, khúc tuyền, âm quốc, âm cốc, âm lăng tuyền, phục lưu,